Này mới cướp gì trời? Thôi mình cứ bấm máy mình quay đi. Tới đó là mình freestyle mới hỏi. Xịt dưỡng ẩm. Sau ngàn năm mình đã có mụn rồi nè mọi người. Bốn vía ngàn năm mới có mụn. Tôi mới săn được một em kem chống nắng rất là bổ ích cho những bạn da khô, da nhạy cảm mà lại không thích kem chống nắng nâng tông. Chết mồ, cái mặt tôi nó nhỏ xíu à. Tôi là da khô mọi người cũng biết rồi đúng không? Cho nên tôi thường dùng những cái kem chống nắng mà nó cấp ẩm khá là nhiều để tôi đỡ thêm cái bước dưỡng ẩm khi mà đi ra ngoài. Thì là cũng ít khi dùng kem chống nắng nâng tông lắm mọi người. Nâng tông chút xíu mà nâng tông kiểu này lát nữa nó thấm vô là coi như là khỏi nâng tông luôn. Nhưng mà được cái chất kem khá là dễ tán. Nó bóng bóng trên mặt mình nữa đó, mấy bà da khô rất thích điều này. Bổ cho nó thấm vô cho nó đỡ bóng. Cho nó thẳng lại một xíu. Chỗ này giống kem chống nắng kim kem dưỡng quá. Chị quyết điểm. Hôm nay Đào muốn giữ cái lớp căng bóng trên da mặt của Đào luôn. Cho nên Đào chỉ che những cái khuyết điểm như là quầng thâm mắt nè. Những cái chỗ mà nó ửng đỏ thôi. Trời ơi, cục mụn. Điều này tôi ra đường tôi khỏi cần ngập like thêm cái xịt dưỡng ẩm nữa. Đang trang điểm cái lo ngắm cái nền cái hết hứng trang điểm luôn. Giỏi quá phải chống nắng ơi.